Thưa quý vị, chùa Prayakel Morakot, gọi theo tiếng Campuchia là Wat Prayakel Morakot hay còn gọi là Wat Prayakel. Đây là một ngôi chùa hoàng gia rất đặc biệt và nổi tiếng ở thủ đô Phnom Penh. Ngôi chùa này được gọi là chùa Prayakel Morakot bởi vì trong chùa có thờ bức tượng Phật được làm bằng ngọc lục bảo quý giá. Chữ Prayakel Morakot trong tiếng Campuchia nghĩa là ngọc lục bảo. Người phương Tây gọi ngôi chùa này là chùa bạc Silver Pagoda bởi vì có đến 5.329 viên gạch màu bạc được dùng để lát sàn. Ngôi chùa nằm cận hoàng cung và là một ngôi chùa dành cho hoàng gia Campuchia. Ngôi chùa này trước đây được gọi là chùa Ubosot Rottnaram bởi vì chùa là nơi vua hành lễ vào mỗi ngày Bố Tát. Hoàng gia và quan lại cũng tổ chức những nghi lễ Phật giáo ở đây. Đây cũng là nơi nhà vua gặp chư tăng để nghe thuyết pháp. Ngôi chùa này không có chư tăng cư trú. Vua Norodom Sihanouk đã sống ở đây một năm trong thời gian ông tập sự xuất gia năm 1947. Chánh điện, thư viện và tường thành của ngôi chùa được xây vào giữa năm 1892 đến 1902 dưới thời vua Norodom. Nhưng vào lúc đó được xây bằng gỗ và gạch. Ngôi chùa sau đó đã bị hư hại và hoàng hậu Kosamat Narirat đã cho trùng tu lại. Theo lệnh của hoàng hậu, ngôi chùa được trùng tu lại trên nền đất cũ bằng kết cấu bê tông vào năm 1962. Tuy nhiên, kiến trúc của ngôi chùa vẫn được làm theo lối kiến trúc cũ. Có đến 1.650 tác phẩm nghệ thuật được lưu giữ trong ngôi chùa, hầu hết đó là những bức tượng Phật. Những bức tượng này được làm bằng vàng, bạc, đồng và những chất liệu quý giá khác. Trong số đó có một số bức tượng được trang trí bằng kim cương. Những bức tượng ấy đã được vua và những thành viên trong hoàng tộc, những người tín đồ giàu có trong nước hiến cúng. Trong chánh điện của chùa, ngay chính giữa điện thờ là nơi tôn trí bức tượng Phật bằng ngọc lục bảo quý giá. Cùng với đó là một bức tượng Phật bằng vàng nặng 90 kg, được trang trí với hơn 2.000 viên kim cương. Viên kim cương lớn nhất được đặt trên đỉnh đầu. Bức tượng này do vua Sisowat hiến cúng năm 1904. Ngoài ra, trong chánh điện của chùa còn thờ Xá Lợi Phật, được thỉnh về từ Sri Lanka năm 1956. Và một bức tượng Phật bằng vàng do hoàng hậu Kosamat Narirat, mẹ của vua Norodom Sihanouk, hiến cúng vào năm 1969. Ngôi chùa được bao quanh bởi một dãy hành lang dài với tường thành cao. Trên bức tường thành này, người ta vẽ những bức bích họa dựa trên cốt truyện Kremkha, một sử thi được phóng tác theo sử thi Ramayana của Ấn Độ. Những bức bích họa này được 40 nghệ sĩ Campuchia thực hiện vào giữa những năm 1903-1904. Dãy tường này dài 643m, cao 3m, được xem là một tác phẩm nghệ thuật lớn tại chùa Prayakel Morakot. Phía trước chùa Prayakel Morakot có hai tháp, ngôi tháp phía nam thờ tro cốt của vua Angdrung, cố nội của vua Sihanouk, ngôi tháp phía bắc thờ tro cốt của vua Norodom, ông nội của vua Sihanouk. Ngoài ra, phía trước chùa còn có một bức tượng của vua Norodom cưỡi ngựa, bức tượng này được dựng năm 1875. Phía nam của chùa Prayakel Morakot là tháp của vua Morodom Sorarit. Phía tây của chùa là một tháp chuông, cái chuông này được sử dụng vào những nghi lễ khác nhau và cũng là để báo hiệu giờ mở và đóng cửa chùa. Chùa Prayakel Morakot nằm bên cạnh hoàng cung Campuchia với khung cảnh yên bình, có kiến trúc đẹp và là nơi lưu giữ nhiều bức tượng Phật quý giá, nên chùa đã trở thành một điểm hành hương quan trọng của người dân Campuchia và cả khách quốc tế khi họ đến Phnom Penh.